đang trên đường tuần tra thì tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 11 phát hiện dây điện rơi ngang đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, liền dừng lại và khắc phục sự cố. Trưa ngày 20 tháng 5, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 11 đang tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 21A, đường mòn Hồ Chí Minh. Khi đến km số 409+300, tổ công tác phát hiện nhiều cuộn dây điện lớn rơi xuống ngang đường, chắn ngang đường gây nguy hiểm và cản trở giao thông. Tổ công tác đã dừng lại, trưng dụng một chiếc xe tải đang lưu thông trên tuyến đường để xử lý dây điện chắn ngang đường. Được sự hỗ trợ của tài xế xe tải và các chiến sĩ cảnh sát giao thông đội số 11 đã khắc phục sự cố một cách nhanh chóng, giúp cho giao thông trên tuyến đường được trở lại bình thường. Việc làm này của cán bộ cảnh sát giao thông đội 11 đã được quần chúng nhân dân hết sức khen ngợi. Trước đó, đêm ngày 27 tháng 4, tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông số 12 do đại úy Nguyễn Ngọc Thuật, phó đội trưởng làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường quốc lộ 6 thì phát hiện một cụ bà đi dưới mưa một mình về hướng tỉnh Hòa Bình, liền dừng lại tiếp cận. Khi phát hiện cụ có dấu hiệu bị lẫn, tổ tuần tra liền đưa cụ về trụ sở đơn vị, mua cháo và nước cho cụ ăn uống rồi liên lạc với người nhà để đưa đón cụ về.